Rồi. Minh Dũng xin gửi lời chào đến tất cả cô chú anh em và những người yêu thích bộ môn đá cảnh Suzuki. Sáng sớm mà ngày 26 âm lịch, Minh Dũng sinh hoạt tại nhóm của bộ cầu lông ngay chỗ trưng bày đây, nên ánh đèn còn sáng, Minh Dũng cũng xin chia sẻ chút lại với người anh em bản đá cảnh Suzuki của Minh Dũng, số điện thoại và Zalo. Minh Dũng tham gia cùng hội sinh vật cảnh Minh Sương Mộc lần này. Minh Dũng đưa lên đây 48 tác phẩm đá cảnh Suzuki, trong đó là 30 tác phẩm là Minh Dũng cùng trưng bày và 18 tác phẩm Minh Dũng dự thi và kết quả đạt được rất là vui. Minh Dũng muốn đưa cái đẹp đến với con người, đến với gia đình, với thiên nhiên hòa quyện với nhau và làm đẹp cho hội sinh vật cảnh của huyện, của địa phương nhà, và muốn nhân rộng giao lưu ra thêm ở nhiều nơi nữa. Minh Dũng sẽ ghi lại những hình ảnh mà Minh Dũng đã cố gắng đưa lên trong những ngày giáp năm nay, những viên đá của Minh Dũng đưa lên đây, chúng ta cùng thị hội kính. Từ góc độ này, đây là những viên đá Minh Dũng đưa lên để trưng bày. 1, 2, 3, 4 chiếc lá Minh Dũng cũng đưa lên trưng bày. 4, 5 núi cũng rất là đẹp. Trên cái bàn này Minh Dũng đưa lên 5 tác phẩm trưng bày. Viên phi cơ này dự thi, đây là cũng quả tiễn trưng bày. Và chiếc Minh Dũng đặt tên cho tác phẩm này là con thú tật nguyền đi dự thi. Và bên đây đi một cặp, đây thì Minh Dũng đặt cho cái tên là Thạch Lân tham gia dự thi, cặp đôi mà mình rất yêu thích. Và đây những tác phẩm trưng bày. Những viên này từ huyện Sơn Hòa. Những tác phẩm Minh Dũng đưa lên, tại vì nhà Minh Dũng gần đây chỉ có 1 km thôi, đưa lên hội sinh vật cảnh đây cũng rất là gần, có mấy cháu nó hỗ trợ đưa lên những viên này đây. Rộn vang tiếng cười sân cầu lông kế bên. Và tiếp theo bên đây, viên này trưng bày. Và viên này đây, nó dáng cũng lạ. Và viên này Minh Dũng đi theo trang trí sắp xếp của ban tổ chức. Những viên đá Minh Dũng đưa lên, theo dõi ống kính của Minh Dũng nha. Tới đây không có, tiếp tục lên giải bàn này. Đây thấy rồi, viên này thấu thạch, Minh Dũng đưa lên trưng bày đây. Tiếp theo và chiếc thuyền nan đây, thường thấy Minh Dũng đưa lên Facebook đó. Rồi tiếp theo lên đây, đây núi màu xanh màu vàng rất là đẹp, những tác phẩm Minh Dũng đưa lên đây. Và đây, và đi quay vòng lại, và đây tác phẩm này cũng rất là đẹp. Tiếp theo đây, xin mời theo dõi tiếp ống kính quay của Minh Dũng. Năm nay hội sinh vật cảnh có không gian trưng bày rất là đẹp, được lãnh đạo huyện quan tâm tạo điều kiện cho một nơi hội hoa xuân rất là ưu ái. Nhìn theo tiếp ống kính Minh Dũng nha. Giờ này mới hơn 5 giờ sáng thôi, tại vì Linh tham gia cùng anh em câu lạc bộ cầu lông nên đi sớm. Đây tác phẩm này của Dũng đây. Và đây,
này là Sơn Hòa Phú Yên, đây là Khánh Vĩnh, tiếp tục và đây là Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh tiếp tục, đây sông Hinh của Minh Dũng, đây sông Hinh. Rồi tiếp đến cái bàn này, những viên của Minh Dũng hết trên cái dãy bàn này. Đây viên này Minh Dũng đưa lên dự thi, viên này và viên này Minh Dũng giao lưu được từ Nguyễn Dũng con tum, cũng là một sự khó khăn lắm. Nguyễn Dũng mới chia sẻ lại cho Minh Dũng, chia sẻ mà cứ dây dứt hoài. Đây hai viên này đi dự thi, là viên này của Ngọc Nghĩa từ Sơn Hòa Phú Yên, viên này là của Nguyễn Tùng con tum. Đây là những tác phẩm dự thi. Viên này Phạm Ngọc Nghĩa, Sơn Hòa, dự thi luôn. Viên này cũng Sơn, Công Tâm, Nguyễn Dũng Công Tâm. Và đây viên này Dũng ý lắm nè, mái đình che rất là dễ thương. Viên này của Đá Cảnh Cô Bin, chia sẻ lại cho Minh Dũng. Viên này Phạm Ngọc Nghĩa, thiền sư Trầm Tư Sột Đạo, chất đá này Phạm Ngọc Nghĩa ở Ninh Hòa giao lưu lại cho Minh Dũng. Và đây là Ngọc Anh Ninh Hòa giao lưu lại cho Minh Dũng viên đá này. Đây là Đá Cảnh Cô Bin giao lưu lại. Viên này của Nguyễn Dũng con tum. Đây của Đá Cảnh Cô Bin Sơn Hòa Phú Yên. Đây là Phạm Ngọc Nghĩa chú rùa, Phạm Ngọc Nghĩa Ninh Hòa. Viên này Đá Cảnh Cô Bin, và Đá Cảnh Cô Bin mới giao lưu gần đây nhất với Minh Dũng. Viên đá này có âm thanh rất là hay, dài tới 1 mét, và nó có cái mắt đá nữa. Đó, có cái mắt đá này nè. Viên này Tấn Vũ Sơn Hòa Phú Yên núi Hồ, rất nặng, một người lên không nổi. Và còn một viên nữa là trưng bày là đây của Nguyễn Hùng Công Tâm đã ưu ái giao lưu cho Minh Dũng. Đây là không gian để ngày mai đấu giá và trao giải. Viên này là Nguyễn Hùng Công Tâm giao lưu với Minh Dũng, trên bằng hết luôn. Này đưa lên trưng bày thôi. Và rất là vui, sau khi kết quả chiều hôm qua có kết quả chấm giải đá Suzuki thì Minh Dũng đạt được một giải khuyến khích và một giải bạc. Và giải khuyến khích là tác phẩm này đây của Minh Dũng. Minh Dũng lấy cái tên là Già Làng, giống ông cụ. Ông cụ có cái dây đeo, có đầu, có vân vàng lên, đạt giải khuyến khích. Và một tác phẩm nữa Minh Dũng đạt được giải bạc là đây. Viên này của Đá Cảnh Cô Bin Minh Dũng mới giao lưu gần đây thôi, giải bạc. Duyên dáng, giải bạc. Rất cảm ơn tất cả anh em đã xem video Minh Dũng vừa thực hiện sáng sớm nay 5:30 26 âm lịch. Minh Dũng in hình mình trên viên đá chiếc lá đây, được đưa đá lên trưng bày là một cái niềm vui, đem cái đẹp con người gắn với thiên nhiên, với xã hội. Và mong muốn nhất của Dũng là làm sao để cho nhiều người yêu thích bộ môn đá cảnh Suzuki này nhiều hơn. Thật sự trưng bày về gian hàng Suzuki thì khách tham quan không được nhiều lắm. Phía bên ngoài sát quốc lộ, Minh Dũng cũng có đưa 25 viên đá mã não và đá bắn quý Casidon để giao lưu bán, mà tới hôm nay chưa bán được viên nào luôn. Rất là cảm ơn người anh em đã xem. Minh Dũng cũng rất là muốn có dịp để giao lưu, đưa những viên đá này đến những nơi mà có những người yêu thích đá. 48 tác phẩm đây, và ở nhà thì cũng còn không nhiều lắm. Cảm ơn, một lần nữa cảm ơn
trước thềm năm mới, Minh Dũng xin gửi lời chúc đến tất cả người anh em thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, may mắn, ước gì được nấy, an khang thịnh vượng. Xin trân trọng kính chào.